Hello, chúng mình quay trở lại với trận đấu của Tùng và đến với một giao án của Best League Trung Quốc KZH. Ngày hôm nay thì KZH sẽ có một giao án ở mức rank thách đấu của máy chủ siêu cấp Trung Quốc. Game này có thêm sự xuất hiện đến từ Best Vladimir của máy chủ siêu cấp Trung Quốc Suji. Và để xem là giao án League Series ngày hôm nay của KZH có gì đặc biệt nha. Let's go. Lee Sin đi rừng của KZH lobby này thì chỉ có một mình KZH là thách đấu thôi, còn lại toàn là đại cao thủ cùng với cao thủ và có một vài người thậm chí là kim cương một nữa. Kèo đấu sẽ là kèo đấu giữa Lee Sin và Rumble đi rừng ha. Cấp một trick bị lộ vị trí sóng âm lao vào luôn hay không? Có vào không? Vào luôn. Vào rồi sát thương luôn như đối phương tốc biến tung tăng nhảy múa tốc biến theo tới từ Fizz và có mạng. Sau đó là một tiếng mà KZH mất bóng cũng là cực kỳ nhiều, tốc biến còn nhưng quyết định bung tốc biến ra. Sau đó thì đồng đội tiếp tục giao tranh với tình huống 2 đổi 2. Chỉ có một điểm hỗ trợ dành cho Lee Sin của KZH mà thôi. Rumble tiếp tục sấy đỏ nòng và sau đó thì là một tình huống mà Ezreal tốc biến chạy. Sau đó là một tình huống tiếp tục đánh tay tới từ Vladimir của Suzy. Sát thương đến từ Vladimir đầu trận nó cũng tương đối ít ỏi. 2 đổi 2 anh em nhé. Cấp 1 nâng sóng âm để xem đi rừng như nào nào. Thanh niên này mở nhạc lâu thế nhờ. Vừa đánh vừa mở nhạc rất chill à. Tắt nhạc, tập trung chạy hát thôi. Liệu có còn tiếp tục đánh nhau hay không đây? Chắc là hết đánh nhau rồi. Fizz về nhà đổi máy quét ra là kiếm tí kinh nghiệm. Và sau đó sẽ là tình huống solo mùa xanh tới từ Lee Sin của KZH. Tầm này thì AD support sẽ ra không kịp để hỗ trợ vòng rừng đầu tiên rồi. Và để xem là với một vòng rừng bắt đầu từ mùa xanh thì việc đánh lên cánh trên đối với Lee Sin của KZH nó có thuận lợi hay không nhá. Cấp 2 nâng địa chấn dư chấn để đi rừng nhanh hơn. Đây là một trận đấu diễn ra cũng đã là một khoảng thời gian khá dài rồi. Nó ở những cái meta, những phiên bản cũ rồi. Mặc dù vậy thì mình nghĩ là từ đó đến giờ thì Lee Sin nó cũng không có gì thay đổi nhiều cả. Sẽ là tình huống khép vòng rừng từ dưới lên mà thôi. Farm đầu trận thì chưa có gì đặc biệt cả. Thường thì vòng rừng như thế này bạn có thể đánh đột biến bằng cách là ra gank mid một nhịp trước khi lên khu cánh trên. Nhưng mà thực ra thì kèo Fizz và Talon thì cũng là một kèo mà mình nghĩ là hơi khó để tấn công sớm. Pha này quyết định bỏ rừng trên để xuống dưới bot. Bot đối phương hết spell nên là quyết định gank rất sớm tới từ Lee Sin của KZH. Nhưng liệu rằng có gank thành công hay không đây? Một vị trí đứng khá an toàn đến từ Lulu cùng với Trick. Không canh được rồi, về lên rừng trên farm tiếp. Thêm một trường kiếm nữa. Nhiều boss lúc này hơn spell chắc là xử lý dễ rồi ha. Trước khi về thì để lại một con mắt để lấy thông tin cho cặp boss có thể xử lý Winland. Đường trên thì quả này không biết là Suzy sống nổi hay không đây. W được dùng tới từ Suzy. Trụ bắn Rumble khá nhiều, Rumble bắt buộc phải tung tốc biến chạy rồi. Một pha băng trụ, một con Vladimir còn lặn bể máu và cái kết tương đối thất bại dành cho cả Rumble lẫn Kersante. Sau đó là một tiếng mà KZH đã lên khu vực cánh trên rồi. Hộ thể tốc hành bỏ chạy tới từ vị trí của Kersante, cắm mắt sóng âm có mạng đầu tiên cho KZH trong ván này. Đứng giữa có solo kill luôn. Ngon. Tôi không biết là bên kia nghĩ cái gì mà băng trụ một con Vladimir ở cấp độ 3 của Suzy nữa. Có thể là họ nghĩ rằng con Vladimir level 3 đã cộng vào 2Q1E. Và Rumble tự tin là với tốc biến thì có thể xử lý được. Nhưng mà Kersante quả vừa rồi thì không còn đủ tài nguyên băng trụ các kiểu. Sau đó Lee Sin từ dưới đi lên thì lại là một tình huống muốn Kersante cầm tốc hành và không còn nhiều máu, không còn nhiều năng lượng luôn. Là một mạng rất là dễ dàng dành cho KZH nhưng Rumble xuống rồi. Rồi. Con mắt mà KZH để lại khu vực sông dưới đã có giá trị nhưng mà liệu rằng có về đấy hay không đây. Về được với tiếng hồi máu đến từ Ezreal Yuumi. Vòng rừng thì KZH lên đường trên gank một mạng sau đó thì ăn được hai bãi là bùa đỏ cùng với bãi chim quỷ biến dị. Và thêm cả cua trên nữa. Thấy Rumble rồi, Rumble hết flash anh em ơi. Cắm mắt hộ thể sóng âm vội cước đánh tay e flash đánh tay và Rumble không tốc biến cho ra lên bảng rồi nhưng sau đó KZH đang mất máu cực kỳ nhiều, đánh tay sóng âm vội cước. Hai mạng. Vô cùng easy.
Tình huống xử lý thông tin là rất tốt tới từ KZH. Biết Rumble xuống dưới ganh và chưa ăn cua, kiểu gì cũng sẽ ở lại ăn cua. Ra khu vực sông lấy nhẹ cái mạng của con Rumble và sau đó là đứng giữa có một tiếng PK mà Talon đã có một tiếng xử lý cực kỳ hay. Cốt con feed đây rồi. Ui, thanh niên Talon này đánh ác nhờ, cầm cái thiêu đốt, kích nội tại thiêu đốt. Lạnh lùng quay lưng bỏ chạy, feed bất lực luôn. Tân lính này thì Kazakh sẽ phải là người đón kinh nghiệm dùm. Bot bên kia thọt rồi. Trick với Lulu tầm này thọt rồi. Rumble xuống ganh không những không cứu được cặp bot mà Trick cũng phải đi theo. Thế là tầm này đã có điều kiện thắng rất là tốt từ Every Yumi. Mid thì trước đấy có solo kill nhưng ngay sau đó lại bị solo kill. Pha này thì KZH đánh giá rằng đứng dưới đối phương đang đẩy cao và có thể là không có tầm nhìn hoặc kể cả có tầm nhìn vẫn chơi được anh em nha. Ezreal và Yumi lao vào hơi sâu, Trick yếu máu, sóng ngầm vội cước lao vào, dồn sát thương với địa chấn dư chấn và lấy được mạng đến từ vị trí của Trick. Sau đó tiếp tục tấn công vị trí của Lulu với bùa đỏ. Bùa đỏ vẫn còn, đối phương có thể... Một tiếng tốc biến đập mặt vào tường tới từ Lulu và sau đó là một tình huống Rampage dành cho KZH. Tiện đường thì làm nhẹ luôn con rồng nguyên tố cánh dưới ha. Rumble bị lộ đứng giữa rồi anh em ạ. Thách đấu mấy chủ sức cấp Trung Quốc nhưng vẫn có những tình huống xử lý khá là tấu hài ở đây. Những cái tên thì Lulu là một streamer của Doyo anh em nhé. Ngon rồi, xuống dưới bot một mạng một hỗ trợ là quá ngon rồi. Mắt kiểm soát cắm lên khu vực cánh trên và quyết định là không hộ thể lên. Không hộ thể lấy cướp rừng mà quay ra khu đường giữa. Đó là một tình huống mà Trick không dính cá nhưng sóng ngâm vào thì lấy cái gì mà né đây. Có Yumi hỗ trợ. Nhưng sát thương là chưa đủ, không có mắt để cắm ra đến từ KZH bị Rumble đấm liên tục. Lách thành công một tiếng la bóng điện nhưng sau đó lên mà đếm số mất rồi. Không đủ sát thương rồi, không có mắt để hộ thể ạ. Mất một con mắt kiểm soát cắm lên phía trên. Và con Trick này 1.4 triệu thông thạo ạ. Hồi nãy cắm con mắt kiểm soát lên phía trên khu vực hang rồng và hết mắt để hộ thể anh em ạ. Ghét ngoài không được con chuột luôn. Feed thả cá cũng trượt. Đứng trên thì sao? Đứng trên thì có vẻ là tình huống đổi chữ cuối từ cả hai bên. Lúc này sẽ là tình huống lên đường trên để ăn mạng của CSNT thôi. Dọn xong bãi người đá rồi. CSNT có một tiếng EQ gần như là mắc tầm, hộ thể vào, lặn bể máu xuống, vô ảnh cước có mạng trước khi mà CSNT tấn công và hạ gục vị trí của Suji. Còn Vladimir quả đấy cũng không còn nhiều máu nữa rồi. Cái lặn bể máu quả đấy của Suji nó cũng sắp hết hạn rồi. Nhưng mà sát thương tới từ vô ảnh cước là đủ để lấy mạng của CSNT. 5 mạng cho Lee Sin của KZH. Fit vừa có một dấu ping chấm hỏi là đứng giữa đối phương có thể sẽ là một con Talon di chuyển. Đây là Talon đây rồi. Cấp độ 8 này với cấp độ 6, thu hai cấp độ hộ thể chạy thôi. Hộ thể né thành công cú đúp 2 đối phương nhưng mà không còn báo để đánh nữa rồi. Mưa tên lửa tới từ Rumble và thôi xong rồi. Tốc biến nhưng mà đối phương quy theo và tung luôn sát thủ tàng hình. Và sau đó là một tiếng băng trụ trang tốc biến sấy hộ thể đá nộ long cước không kịp. Tốc biến cũng không có luôn, cá thả ra trượt nhưng mà có lẽ vẫn sẽ có mạng dành cho Fish. Còn đấy thì KZH cũng đã đánh giá là tình huống không nên giao tranh với Talon rồi. Cố gắng bỏ chạy rồi nhưng mà con Rumble tới với tình huống vẽ mưa tên lửa. Cùng với tốc biến xấy dưới trụ như vậy thì chịu rồi. Bot Ezreal Yumi duo kill thua, oh my god. Ôi game đang dễ sao tự nhiên nó khó đấy nhở, game đang win 2-3 lane tự nhiên giờ thành lane nào cũng thua. Top thì Suji đang thua mấy chục CS rồi, 20 CS rồi mặc dù là cơ sân tay không 2-0. Mid thì Fizz vừa vét được một mạng khu vực đứng trên của con Rumble. Nhờ bot lại đua kill thua. Sẽ là tình huống ăn rừng dưới, tạm thời sẽ là hai bãi anh em nhé. Đã có một con rồng bỏ vốn rồi. Chắc là về lấy hấp huyết ha. Về lấy một cái chùy hấp huyết. Rumble bị lộ ở khu cánh trên rồi. Sứ giả cũng ra rồi.
đây là phiên bản cũ tới cái mức mà con Talon nó còn lên cái ám muội này anh em này. Bây giờ thì Talon trái lên ám muội món một cả. Là phiên bản khá cũ rồi đó. Trận đấu diễn ra khá lâu rồi. Nhờ con Lee Sin trong xuyên suốt những phiên bản vừa qua thì nó không bị chỉnh sửa quá nhiều. Mặc dù vậy thì nó cũng ít khi xuất hiện tại các giải đấu chuyên nghiệp. Lên cánh trên ăn bùa đỏ, sau đó thì mất sứ giả rồi. Cờ sơ tê tiếp tục đẩy cao. Và Kazakhstan đã vào vị trí rồi. Nhưng chưa phải là một tiếng quyết định tấn công khi mà đối phương đã về được tầm trụ ạ. Không biết đi qua tầm nhìn ở vị trí nào rồi mà đối phương giật về khá là thính và đứng dưới Ezreal chết tiếp. Ezreal lại chết tiếp rồi. Sẽ là tình huống tạt ra khu đứng giữa. Fizz tung tăng nhảy múa, Talon cũng sát thủ tàng hình, sát thương là đủ đến từ tình huống vẽ mưa tên lửa của Rumble. Sẽ là tình huống dọn sứ giả trước, một cân hai sau với tình huống R flash chăng. Một cú R hộ thể đánh tay có mạng đầu tiên, tốc biến sóng ngầm vô ảnh cước vào mạng thứ hai, mạng shutdown dành cho Lee Sin của KZH. Đang bị Cờ Sơn Tê chơi khô máu này hơi khó về nhưng mà lách được Q3 thì về được. Lách được Q3 và tình huống xử lý 1 vs 3 là quá mãn nhãn đến từ vị trí của KZH. Tốc biến đổi góc sóng âm cực hay. Mặc dù tình huống đá độ lâu cước nó không phải là tình huống đá 2, đá 3, tuy nhiên thì vẫn là tình huống xử lý rất hay đấy từ KZH để có hai mạng anh em nhé. Lấy thêm chung cuối Cờ Sơn Tê để Suzy có thể đi đường nó bớt áp lực hơn. Và Yumi đang nói là muốn đi theo Lee Sin của KZH rồi, thấy Ezreal nó hốt rồi. Thời điểm này con Yumi nó chưa thay đổi cái bộ kỹ năng của nó nên là vẫn đi chung được anh em nhé, nó vẫn còn búp máu nhiều á. Ấy bot trick băng trụ lỗi và lên bảng điểm số rồi kìa, độc đốt chưa đủ sát thương nên là Ezreal vẫn sống. Yumi vừa bỏ lane để di chuyển cùng với Kazakhstan xong thì AD lại có một tình huống xử lý một đánh hai tốt, thả cá ngược trở lại đến từ Fizz, tung tăng nhảy múa không cần la vào đâu bạn, để tôi ăn cho. Mạng thứ 8 dành cho Lee Sin của KZH rồi. Tình huống gank hơi dướn tới từ Rumble cùng với Talon. Cái giá phải trả có lẽ sẽ là con rồng nguyên tố thứ hai của ván này luôn. Hai rồng sớm nó quá ngon rồi. Để xem linh hồn rồng sẽ là linh hồn rồng gì anh em nhé. Đứng trên thì Suzy có một tình huống băng trụ hạ gục thành công vị trí của Cờ Sơn Tê, solo kill dành cho Suzy. Sau đó thì bị trụ bắn hạ rồi, thấy Trick cùng Rumble thì quyết định của Suzy là tự sát luôn rồi. Pha này thì sao? Lulu fake check, dính chương cuối, dính sóng âm và sau đó là một tình huống lên bảng điểm số mà thôi. Vô ảnh cước vào ăn mạng, hộ thể ra và cướp bãi người đá. Dễ rồi. Trick đã swap lên cánh trên rồi. Một mình Lulu ở đường dưới làm gì đây? Kéo mid này thì tầm thời điểm này Fizz đã có kỹ năng dọn lính rất là tốt rồi. Talon không dễ để bớt sát thương con Fizz giống như đầu trận nữa. Có phải check vào đây hay không? Khu vực rừng dưới giờ là khu vực rừng thuộc về quyền kiểm soát của KZH cùng với Yumi rồi. Bên kia bây giờ ai kéo xuống cũng chết thôi. Cờ Sơn Tê là người đổi đường cùng với Trick xuống khu vực cánh dưới. Cờ Sơn Tê này thôi không băng trụ anh em nhé. Chừng nào nó vào rừng nó kiếm mình thì chơi. Cá đã thả trúng rồi, hộ thể lên. Sau đó là một tình huống sóng âm trượt rồi. E hấp huyết đánh tay đá nộ long cước trong lúc đối phương đang bắt cua. Một đổi một. Đứng trên là một tình huống Suzy cân hai. Trick đã phải lên bảng điểm số rồi. Suzy đang cần phải xử lý một đánh hai trong tình huống Lulu cùng với Rumble sấy như thế này chịu không nổi, còn cái W nhưng vẫn chết. Sóng âm vội cước vào, Rumble tốc biến chạy, cắm mắt hộ thể theo. Chạy đi đâu, có kiệt sức tới từ Yumi, Lulu búp. Sóng âm đã dính thì Lulu có búp thêm cái gì cũng chết cả mà thôi. Sau đó là một tiếng Lulu cũng đang phải bỏ chạy lấy thân. Sóng âm như thế nào đây, thiêu đốt đẩy vào được từ Yumi, đánh tay. Sóng âm và lính để đi ra và đó là tình huống dùng hấp huyết đánh tay để dứt điểm Lulu cho nó chắc. Những cái nó dễ trúng, nó không trượt thì mình dùng. Cái nào nó khó thì thôi. Mạng thứ 12 dành cho Lee Sin của KZH rồi. Mức rank khá cao. Thậm chí lúc này thì KZH đang ở rank thách đấu anh em nhé. Với một lúc bi mà elo ẩn cũng toàn là những elo chúa không à. Toàn kim cương 1 mà đánh thách đấu là anh em hiểu rồi. Như đợt này là đợt đầu mùa thì phải. Mới reset rank xong á.
Đợt đấy thì KZH lên top thách đấu rất là nhanh. Vì elo ẩn cao. Sẽ 3.000 tiền rồi anh em ơi. Mặc dù đánh ở một mức rank cao nhưng mà đang có một khởi đầu cực kỳ xanh xao với 12 mạng. Rồi, Trick đi lên top làm cái gì? Phía sau không còn trụ, đi lên đến nơi thì bị cá thả giữa người và sau lên bản điểm số lần thứ 6 ạ. Trick này trầm cảm rồi à? Sao để Trick đi top ở một cái lane mà nó không còn trụ phía sau nữa? Đi đến nửa đường là chết rồi. Giữa thì tầm này đã có trụ dành cho Talon nên là bắt đầu nó ram sang hai cánh liên tục, nhưng mà giai đoạn đi đường nó cũng gần như đã kết thúc khi mà mất một trụ đến từ mỗi bên. Phải để xem là Talon sẽ di chuyển như thế nào. Xuống cánh dưới bắt Ezreal chăng? Ezreal lúc này đang đơn độc. Có feed xuống hỗ trợ cho Ezreal, Ezreal hết đơn độc rồi. Mục tiêu lớn cánh dưới cũng không có nữa, mục tiêu lớn sắp tới sẽ là sứ giả cánh trên. Suzy lên cánh trên, KZH ra mid dọn lính và sau đó hướng tới sứ giả. Còn cánh dưới thì Rumble trong một tướng băng trụ dướn đã bị Fish phản công. Và lên bảng đếm số rồi. Dừng đối phương trên bảng đếm số thì con sứ giả là miễn phí anh em nhé. KZH có ý định di chuyển vào để check bùa xanh đối phương. Tuy nhiên thì không còn bùa xanh. Nhà ra làm nhẹ con sứ giả thôi. Đứng dưới thì Constantine chơi khô máu bắt được con Fish rồi. Fish vẫn đang cố gắng cu cưa với cái hạt phục hồi lại lượng máu nho nhỏ. Và sau đó tung tăng nhảy múa bị Talon áp sát với cú đúp chặn đường về luôn rồi. Chịu rồi. Chưa mất trụ đường dưới là may rồi. Sóng âm trượt. Constantine hết dạng chơi khô máu. Quay người trở lại tấn công. Phía sau đang là Trick. Sóng âm đá nộ lòng cước rồi sát thương với chương cuối. Nhưng sát thương không đủ vì đối phương vẫn còn khổng lồ hóa. Là tình huống Vladimir vòng ra phía sau. Ezreal cũng đang có một góc tạt hiệu quả. Vội cước vào hấp huyết. Sau đó trừng phạt làm chậm. Sóng âm lại dính rồi. Chạy đi bạn, vô ảnh cước theo đối phương flash. Mình có thể sóng âm tiếp tục dính đến từ vị trí của KZH. Nhưng mà không hiểu tại sao Suzy cùng Ezreal cùng nhau lên bàn đếm số rồi. Sóng âm pha này trượt, Constantine mở đường. Và sau đó mưa tên lửa giải ra, tốc biến được dùng. Cắm mắt hộ thể. Quyết định rút lui tới từ KZH. Như vậy là chỉ bắt được một mình Talon mà thôi. Thấy Vladimir bọc hậu đã thấy ngon ngon rồi mà nhờ. Góc sóng âm là cực kỳ xa. Nếu mất sóng âm vào bãi chim nên là không còn sóng âm tấn công Rumble nữa. Nhưng mà đánh cho cái có mục tiêu lớn thì bây giờ lại có mục tiêu lớn cánh dưới, đó là một con rồng nguyên tố rồi. Sóng âm không tầm nhìn vẫn dính, vô hình cước la vào đối phương tốc biến đi. Từ một tốc biến đến từ xạ thủ đối phương, thậm chí còn không ăn đam vô hình cước thì phải anh em ạ. Một quả tốc biến siêu khó luôn đấy. Ê, con Trick vẫn ở lại này. Sóng âm dính rồi, lại là sóng âm dính rồi. Lao vào và sau đó thì tung nộ lông cước ăn mạng hộ thể ngược trở ra. Sứ giả hút vào trụ một, ăn trụ một sau đó giật về rồng là đẹp. Nhưng mà Yumi lòi ra làm gì đâu? Yumi lòi ra tính lấy giáp nội tại hay cái gì á? Đó thì lên bảng mất rồi. 14 mạng dành cho Lee Sin của KZH và đang là tình huống di chuyển để hút máu lại từ bùa xanh. Hút máu xong thì không biết là còn đủ máu để cạnh tranh con rồng này hay không. Dù sao cũng là 4-4 đánh được anh em ạ. Chỉ là đang không có chiêu cuối thôi. Fizz lao vào trước với tung tăng nhảy múa, Fizz còn đồng hồ không? Fizz có đồng hồ nhưng đối phương còn khổng lồ hóa hộ thể ra đấy thì KZH mất máu phải là hơi nhiều đến từ KZH rồi. Hộ thể hấp huyết được không? Không được. CC dày quá không được luôn. Này là cung hết nguyên team mất luôn con rồng rồi. Hơi tham rồi. Fizz cũng có một tiếng đâm vào cực kỳ sâu mà không có đồng hồ hoặc là không dùng đồng hồ kịp. Thiếu cái độ long cước pha vừa rồi cũng là một cái thiếu tương đối nặng. Nếu bắt được con Trick mà không mất cái độ long cước hoặc là bắt được con Trick mà không chết Yumi á, thì mình nghĩ là cạnh tranh con rồng nguyên tố thứ ba được á. Hơi tiếc một chút. Mất mục tiêu lớn đầu tiên của ván này rồi. Nhưng vẫn là con Lee Sin rất xanh với 14 mạng. 14 mạng sau 19 phút. Đồ tiếp theo mà KZH đang muốn hướng tới là một trang bị cộng kháng phép. Với một cái kiếm răng cưa cùng với cao phiêu, hình như cái bản này là cao phiêu cùng với kiếm răng cưa nó vẫn nâng cấp thành một cái chùy gai được thì phải. Đúng rồi. Là chùy gai ở công thức cũ anh em nhé, bây giờ thì nó thay đổi rồi. Bên kia có một con Rumble.
Thế nên là quyết định lên thêm một chút kháng phép ở món trang bị thứ ba. là cái khí chế à? Đầu hai thì đã có giáp rồi anh em nhé, vũ điệu tử thần nó đã có giáp rồi. Đầu 4 thì nếu mà cần thêm hồi chiêu thì có thể cân nhắc việc mua thêm một cái dìu đen. Còn pha này thì đang có ý định bắt lẻ một con Talon. Đánh hạt thông sang nộ long cước sóng âm hộ thể. E đánh tay vô ảnh cước dứt điểm. Chịu. Chừa cái vô ảnh cước lại đến những cái tích tắc cuối cùng mới dùng. Thì Talon có R có làm gì cũng chết thôi anh em ạ. Mà quan trọng là bớt sát thương cho tới khi đối phương yếu máu. Và dùng vô ảnh cước để dứt điểm. Thì lượng sát thương nó phải là đủ mới làm được như vừa rồi. Quả này sóng âm chưa mất rồi. Fit tung tăng nhảy múa lao lên nhưng mà không còn cá để thả. Sóng âm trúng nhưng mà Rumble đang sấy có phải là hơi đau. Rumble còn đồng hồ. Fit lao vào bấm đồng hồ sau khi có một tình huống hết kỹ năng. Sóng âm vội cước ăn mạng shutdown của Trick và sau đó là một tình huống cố gắng cù cưa lách Q của sân T nhưng dính Q3 và lên bảng điểm số mất rồi. Đi hết rồi. Một tình huống giao tranh thiếu sư duy và bắt được con Trick thì chết hết tổng cộng đó là 4 người. Còn Rumble nó còn đồng hồ anh em ạ. Không giết nổ Rumble trong pha vừa rồi. Và thực ra team này trừ con Lee Sin ra thì các vị trí còn lại đang khá yếu anh em ạ. Đây là cái giá của việc Lee Sin ăn nhiều mạng thôi, đồng đội thì đang hơi yếu. Mặc dù shut down được Trick nhưng mà mất Baron và Tify thua. Khó nha, một game khó nha. Nhưng mà Lee Sin lại là vị tướng đi rừng carry được. Ơ sao không update đồ nhỉ, 1.800 tiền mà. Trong giải Lee Sin mới khó carry, trong rank thì Lee Sin lại carry được. Tiếp tục farm rừng tiếp với 2.000 tiền. Sẽ phải là một tình huống phòng thủ Baron như thế nào đây. Có trụ đường dưới dành cho Vladimir của Suzy. Té 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 té. Không biết có về được hay không. Hơi khó rồi. Vẫn đang cố gắng rút lui. Quay ngược trở lại với tình huống sóng âm trúng. Đá nộ lông cước vội cước lao vào. Dùng địa chấn dư chấn dứt điểm. Sau đó hút máu lại từ hấp huyết. Tiếp tục hộ thể đánh tay. Rumble bị quá nhiệt và lên bảng điểm số luôn. Và sau đó Lulu tốc biến cắm mắt hộ thể theo. Sóng âm. Mày đi. Sóng âm không tầm nhìn đấy anh em ạ. Ezreal bị bắt lẻ ở tại khu vực đường giữa. Tuy nhiên đường dưới thì Suzy đã có một tiếng cầu kéo thời gian đủ tốt để Kazadat và Yumi xuống vét mạng. Vét mạng cực kỳ tốt luôn. Đường giữa lúc này đang là tình huống mà Talon cùng với Kassante tiếp tục gây sức ép. Với bộ lại Baron thì đối phương đẩy khá nhanh và lấy luôn trụ hai đường giữa sau khi lấy được Ezreal một bã gục. Về nhà đóng dìu đen. Như vậy quyết định mua dìu đen trước để lấy hồi chiêu và chỉ để một cái kiếm răng cửa đấy mà thôi. Không phải là tình huống nâng cấp kiếm răng cửa thành Manmotius ha. Thấy đối phương cũng thực ra chỉ là một con sát thương phép duy nhất. Đó là Rumble. Không cần phải update Manmotius vội. Lên dìu đen lấy thêm hồi chiêu. Mười tám mạng rồi anh em ơi. Một ván đấu đang pha mạng cực kỳ cháy ở mức rank thách đấu của mấy chủ sư cấp. Và đây là cao chính của Kazadat anh em nhé. Suzy vừa rồi đã bị con Talon làm một phát lên bảng điểm số luôn. Và sau đó thì Fizz cũng tương tự là như vậy. Đối phương còn một chấm máu nhưng không thể giết nổi. Baron thì có lẽ nó cũng sẽ sắp hết thời gian mất rồi. Nên là nhịp đẩy về phía team 1 có thể sẽ chưa phải là quá rát. Sẽ chưa phải là tình huống cần phải suy nghĩ quá nhiều đến việc phải phòng giữ Mega như thế nào. Cắm mắt hộ thể tiếp cận. Mũi tên thơ thần. Nhổ sóng âm vào lính mất rồi. Bỏ luôn con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu luôn rồi. Hai đều về rồng nha anh em nhé. Trụ hai đường dưới cũng mất. Chưa mất trụ bậc thềm nhưng mà mất trụ ngoài luôn rồi. Ván đấu vẫn đang khá khó khăn và Kazat đang phải là người gánh team. Vừa rồi đối phương đã mất mở đường rồi cắm mắt hộ thể. Đối phương bỏ chạy bằng tình huống bước chân thần tốc nhưng bị đá nộ long cương ngược trở về. Tung khô máu cố gắng rút lui. Cắm mắt hộ thể sóng âm. Sóng âm dính các bạn ơi. Wow.
Đối phương lướt đi nhưng vẫn ăn từ một sóng âm vừa rồi. Mạng thứ 19 dành cho Lee Sin của KZH. Một nỗ lực bỏ chạy đến từ Cosente với pha chơi khô máu nhưng mà không được. Pha này thì tung tăng nhảy múa thả cá ngược trở lại sau đó bấm đồng hồ. Rumble tới với tình huống sấy vẽ mưa tên lửa các kiểu. KZH có tình huống đánh hạ thông nổ của ông rút lui và sau đó là một tình huống cướp bồ xanh. Nhưng phí mất máu hơi nhiều rồi. Chạy thôi anh em ơi, hết tài nguyên chạy anh em ơi. May là không có ai phải nằm xuống cho tình huống đối phương lao ra tấn công như vậy. Về nhà đóng kiếm răng cưa thêm một cái đồng hồ nữa. Không chính xác là đã hoàn thành Manmaltius luôn rồi. Nâng cấp kiếm răng cưa lên Manmaltius và mua thêm một cái đồng hồ để đó. Lúc này mạng của KZH vẫn đang là một mạng shutdown. Mà giá trị của nó bonus thêm là con số 250 tiền. Hộ thể lên, mũi tên tơ thần làm chậm trước. Sóng âm đã găm vào vôi cước lao và hấp huyết dồn sát thương với độ lông cước và lên bản điểm xuống lập tức đến từ vị trí Lulu. Sóng âm tiếp tục ép cho Rumble phải đồng hồ, không còn vô ảnh cước nhưng sau đó lại hồi sóng âm, lại sóng âm tiếp và sau đó Trick đang cố gắng bắn nhưng sát thương đến từ Trick không đáng kể cho tình huống này. Ta lông tới rồi, sóng âm và ta lông hấp huyết lên dính chơi khô máu vô ảnh cước ngược trở lại và sau đó là một tiếng mũi tên thơ thần nhưng chưa chết, đối phương vẫn còn kiếm răng cưa và sau đó là tình huống bắt buộc phải tốc biến tới từ KZH để lấy cái mạng vừa rồi, hấp huyết hộ thể ra. Yumi tiếp tục đu bám để hỗ trợ thêm cho KZH trong việc sống sót. Sóng âm trượt, tình huống lao vào rất sâu tới từ Vladimir của Suzy với tình huống chiêu cuối cùng với đó là bể máu sát thương đủ để hạ gục Trick. Sóng âm vội cứ tiếp tục lao vào và double kill dành cho Suzy, quét sạch luôn rồi anh em ơi. Ezreal đúng đi bộ vuốt râu luôn rồi. Ezreal chỉ việc đẩy đường khu vực đứng dưới lên và sau đó là một tình huống ăn trụ hai đó. Còn Lee Sin nó đánh team như thế đó các bạn, gánh ác luôn các bạn ơi. Bây giờ ai đó mà đứng quá nửa sông ở khu vực đứng giữa là bị bắt. Hộ thể lên sóng âm là chết. Mà con Yumi đi theo nó vẫn búp thêm quá trời thứ. Hai mươi mốt mạng sau 27 phút rồi. Đang cố gắng farm thêm để hoàn thành giáp thiên thần anh em nhé. Đồng hồ thì đã bị bể rồi. Mất cái Rolex rồi. Ta lông lao vào hộ thể. Ta lông quyết định chạy cực kỳ nhanh luôn ạ. Ui. Vào cũng nhanh mà đi ra cũng nhanh. Thất ẩn thất hiện. Vào cảm giác giết được thì nó sẽ vào tiếp. Còn không vào được mạ gục thì nó sẽ đi ra thôi. Vẫn đang thiếu tầm hơn 200 tiền cho Sigway Mid được không? Cho Sigway Mid có con xe to này. Thế lại ngon luôn anh em ạ. Rồi về đóng cái giác tinh thần trước khi Baron là hợp lý này. Nhưng cẩn thận nha, đối phương có thể ép luôn đấy nha. Ồ, đối phương ép luôn rồi. Không cho KZH về nhà xài tiền rồi. Đối phương thấy KZH farm way mid là có lẽ cũng sẽ hiểu rằng KZH đang ôm tiền. Rumble vẽ mưa tên lửa nhưng dính cá, dính sóng âm. Vội cước hộ thể lên rất nhanh để lấy cái đồng hồ đối phương trước nhưng sau đó sóng âm lại trượt mất rồi. Sóng âm tham minh đồng hồ đối phương nhưng mà có vẻ như không trúng. Nhưng mà tình huống ép Baron đến từ bên phía của team 1 đã bắt buộc phải... Ơi, nó lại thấy KZH bấm B về, nó lại tiếp tục start Baron tiếp. Rumble hết R, hết đồng hồ rồi, sóng âm trúng vào người của ta lông. Chơi không, hộ thể xuống. Cosente đang căn góc để chống chịu. Vẽ mưa tên lửa đến từ Rumble. Ôi, Rumble hồi R nhanh thế. Ngoài này thẻ sóng âm thì chưa mất rồi. Vladimir lao vào với tiếng lặn bể máu và lấy mạng của Rumble. Sau đó thì Fizz lấy luôn mạng của Lulu. Hộ thể lên, sóng âm vội cước. Trích lên bảng rồi, Cosente dùng chơi khô máu để gây sát thương và sau đó bắt buộc phải lướt lên phía trên để chạy. Sóng âm vội cước theo, quả sóng âm tiếp theo lại chưa mất rồi. Ezri đổi mạng cùng với Talon. Và sau đó thì một mình Cosente chắc chắn là không giữ nổi con Baron này lại rồi. Ba người cùng ăn Baron. Mặc dù ăn thì sẽ hơi lâu một chút vì không còn AD. Nhưng Vladimir của Suzy quả vừa rồi làm cũng ghê. Vào lấy mạng của Rumble và bắt buộc cho bên phía của team 1 phải PK. Bởi vì sao? Bởi vì... mất rừng thì phải PK thôi. Không PK là kiểu gì cũng bị ép Baron mất Baron chắc à. Nhưng khi PK thì rõ ràng là sức mạnh đội hình bên phía của team 1 nó không bằng. Đến thời điểm này thì đó là thời điểm mà Vladimir khỏe rồi anh em ạ. 16 rồi, cấp độ 16 dành cho Vladimir của Suzy rồi. Xong Baron chạy thẳng xuống kênh dưới để kiểm soát con rồng nguyên tố thứ 5. Nãy giờ thì team thất thế nên là phải bỏ đi hai con rồng nguyên tố liên tục thì phải. Waybot đang hơi xấu nên là Ezreal tạm thời sẽ chưa di chuyển ra kịp. Nhưng mà KZH cùng với Yumi thì vẫn đang vào sát thương.
Sóng âm trúng Rumble này, có vào không? Vào luôn anh em ạ, cắm mắt hộ thể, đá nô lâu cước 3-4 người. Và sau đó còn ra tinh thần thì không có gì phải sợ cả. Trick bị Insect lên bảng cực nhanh. Và sau đó là một tình huống Suzy đổi mạng với Talon nữa. Sóng âm vừa cước tiếp tục lao vào tấn công vị trí của Cersante. Và quyết định quay ngược trở lại để tấn công Rumble, bỏ qua Cersante thôi. Đồng đội cũng đã lấy thêm mạng của Lulu và sau đó Rumble đi chung với Cersante là rõ. 23 mạng dành cho Lee Sin của KZH. Vẫn là 11 điểm hỗ trợ chứ không phải là một màn đấu ăn hết mạng của team các bạn nhé. Quả giao tranh vừa rồi đó là quả mà Rumble có lẽ cũng không nghĩ rằng đối phương sẽ vô hình cước vào vì đang đứng kế bên đồng đội. Nhưng tình huống vô hình cước vào cắm mắt hộ thể đá xạ thủ đối phương về là cực kỳ nhanh tay. Và tình huống giao tranh trước đấy ở tại khu vực hang Baron có vẻ như Trick cũng đã hết tài nguyên rồi. Nên là bị Insect về một cái đã chết ngay. Đồng đội thấy KZH vào vị trí đá phát nộ lông cước như vậy thì cũng không bỏ lỡ cơ hội để bắt chết con Trick. Bắt chết trong nửa đốt nhạc luôn. Giao tranh thiếu AD và bên phía của team 1 ngay lập tức giao tranh thua. Mất dòng nguyên tố. Pha này sóng âm trúng quyết định là vô ảnh cước vào hộ thể ra. Sóng âm nộ lông cước, vô ảnh cước tiếp tục đánh tay nhưng mà sóng âm quả này trượt rồi. Quay người trở lại hỗ trợ Eri một chút nhưng mà Eri đã tự xử lý được. Một pha cắm mắt hộ thể sóng âm vô ảnh cước bị Cersante CC liên tục dưới trụ có vẻ là khó rồi. Chắc chắn là mất ra tinh thần rồi. Eri bắn cũng có vẻ là chưa thực sự vào máu, còn Cersante đang ở tại chơi khô máu. Sóng âm vô ảnh cước hấp huyết E và sau lên bảng. Ê à, lỗi rồi. Tình huống xử lý có vẻ hơi dướn khi mà tấn công Lulu rồi. Đồng đội không ở một vị trí đẹp. Phía sau chỉ là một con Eri hơi thọt một chút. Không Vladimir và không Fish. Hơi ẩu rồi, hơi ẩu rồi. Bắn giày hả? Sao không bán ra tinh thần nhờ? 24 mạng. Vẫn là một con Lee Sin rất xanh. Nhưng tình huống bơi vào hơi sâu trong pha vừa rồi thì nó là tình huống có lẽ không cần thiết. Tôi nghĩ nếu như pha vừa rồi mà đánh bình tĩnh hơn, đánh an toàn hơn thì có lẽ sẽ có thêm Mega rồi như team của KZH. Nhưng tình huống lao vào tấn công vị trí của Lulu khiến cho KZH đã bị shutdown. Với tình huống xuất hiện tương đối nhiều CC tới từ Cersante. 24 mạng ha. Đánh đánh thách đấu, đánh cực kỳ chill luôn. Pha mạng hoặc là khét là lẹt luôn ạ. Vẫn quyết định bán giày lấy khi mang Randwin. Vladimir của Suzy vừa bị Rumble cùng với Talon bắt chết ở đâu đó rồi. Khiến mang Randwin hay cái gì? Bây giờ quyết định hoàn tác lại. Hoàn tác lại cái giày và không bán cái gì cả. Có lẽ sẽ là tình huống farm thêm để lấy Sojin chăng? Ở đội hình đối phương cũng có khá là nhiều giáp anh em ạ. Mua luôn cái kiếm ác xà cũng được. Những con như là Lulu hay là Rumble nó đều có giáp cả. Cersante cũng có giáp. Quyết định mua một cái dìu mãng xà. 160 điểm hồi chiêu. Không có bùa xanh mà 160 điểm hồi chiêu. Cooldown là tới nóc luôn đấy. Sóng âm vội cước vào liên tục. Lúc này thì chỉ còn lại 140 điểm hồi chiêu mà thôi. Và Yumi búp lên một cái là 160 điểm hồi chiêu anh em nhé. Con Yumi nó đứng kè kè cái bên nó búp thế này thì quá ngon rồi. Mỗi lần Yumi búp là lên 160 điểm hồi chiêu các bạn. Pha này thì quyết định của team KZH là ôn mid luôn rồi. Đẩy thẳng một đường endgame được không ta? Tôi nghĩ là việc endgame với một đường lính siêu cấp nó có vẻ là không khả thi lắm. Bởi vì nếu chỉ là một đường lính siêu cấp thế này đối phương dọn lính xong là cái là hết end nổi à? Đây, lính đối phương dọn cái là không có lính để end đâu anh em. Mà PK thì được nha. PK ở mid thì đội hình này PK mid được nha. Fit lao lên với tiếng thả cá mắc tầm nhưng lại không trúng ai. Và sau đó là một tình huống mà Cersante lao lên tấn công Suzy. Rumble tốc biến sấy nhưng sát thương là chưa đủ. Sóng âm trúng và Talon vội cước lao vào đá nộ lông cước. Talon mất máu cực nhiều nhưng vẫn quyết định quay ngược trở lại đến Talon để hạ gục Fizz. KZH đâm vào cực kỳ sâu và sau đó thì là một tình huống có mạng của Trick. Hút máu lại nhờ hấp huyết nhưng vẫn phải lên bảng.
Sau đó thì Kersante đang cùng với Talon đấm Suzy. Suzy cùng với Yumi phải 2 đánh 3 nhưng vẫn có mạng của Talon. Và sau đó là một tiếng Kersante tiếp tục lao lên tấn công. Lulu đứng phía sau búp. 200 năm rồi. Nó quật liên tục. Nó để Yumi sống luôn này. Nó để Yumi sống nó vờn đấy anh em ạ. Ta sâu. Chạy nổi không? Không nhắm không chạy nổi thì tự sát đi ông. Tự sát đi đánh Baron bro. Rõ liền ta rõ à. Ê, quý ba trượt. Sao mô sát giúp một mà à? Cứu. Ai đã vớt con mèo này về vậy? Nó khổng lồ hóa rồi. Ê, hắn vì sao mà sát mô nó sát giúp một mà. Ây da, chết con Yumi cái thời điểm này là kiểu gì tí cũng phải 4-5 rồi. Kiểu gì cũng phải 4-5 thôi anh em ạ, mua dược phẩm ha. Sao mô xa xe rồi mà, 我没注意. À, để con mèo nó vờn. Ủa, hắn vì sao sát mô nó sát giúp một bạn à? Vờn tới chết thôi. May đây là con rồng nguyên tố thứ 6 của ván đấu là rồng 3 cho bên phía có team 1 chứ không phải là linh hồn rồng. Được thì bỏ anh em ạ. Bỏ thôi. Không có Yumi nữa là. Quả này đi ra là chắc chắn là Cúc về lên cánh trên ăn Baron. Con rồng này thì bỏ được bởi vì nó chỉ là rồng 3 cho bên phía team 1 nhưng mà con Baron này thì chắc chắn là không bỏ được. Kiểu gì thì kiểu vẫn phải ra để cạnh tranh trừng phạt 50-50. Nếu mà không cạnh tranh team fight được. Vì vẫn thiếu Yumi nên là các bạn thấy là hai mục tiêu lớn này cực kỳ khó để giao tranh. Nhưng mà cạnh tranh 50-50 về trừng phạt thì vẫn ok. Cá đã thả xuống. Sóng âm. Vô hình cước lao xuống. Quyết định dồn sát thương để trừng phạt Baron. Nhưng mà Rumble có được Baron rồi. Kazakh mất giáp thiên thần rồi. Sau đó là tình huống giao tranh như thế nào đây? Cắm mắt hộ thể. Không kịp luôn ạ. Ôi à. Ăn được mạng của Lulu rồi. Sau đó thì chết 3 rồi. Fit có tiếng tung tăng nhảy múa. Quy đếp đồng hồ. Tiếp tục có Yumi xuất hiện để hỗ trợ cho Fizz cho việc rút lui. Lính là ok, được lính như này thì không thua được anh em. Chưa thua. Là chưa thua thôi. Chắc Baron này chắc là mất rồi. Cạnh tranh trừng phạt 50-50 thất bại và giao tranh thiếu người. Quyết định đổi đồ nữa rồi. Lại quyết định đổi đồ anh em ạ. Bán dìu mãng xà để hướng tới một cái giáp liệt sĩ. Giáp liệt sĩ thì nó là một trang bị thay thế cho giày khá là hiệu quả bởi vì sao? Bởi vì nó có rất tốc độ di chuyển anh em ạ. Đối với khiên băng Randuin thì nó có khả năng chống chịu có phần tốt hơn so với giáp liệt sĩ bởi vì nó có thể kháng được cả sát thương tới từ chí mạng của Trick bắt đầu cũng có chí mạng rồi. Tuy nhiên thì để xem Kazakh có quyết định mua trang bị giáp liệt sĩ này hay không. Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui. Ồ, oh, kiếm ác xa luôn. Hoàn tác, hoàn toàn là vắn thế nhờ. Lỗ tiền thực sự đấy. Mua lại giày. Hoàn tác lại từ đầu luôn bro. Hoàn tác lại từ đầu luôn. Đúng rồi, hoàn tác lại từ đầu lấy cái giày luôn. Hoàn tác tiếp. Rất suy nghĩ luôn. 180 giây, tức là 3 phút. 3 phút cho nội tại của giáp thiên thần anh em ạ. 3 phút nữa hồi lại rồi. Thôi thì để đi ha. Tầm này thì cố gắng defend 3 phút nữa chờ hồi giáp thiên thần PK thôi. Đối phương đang cầm Baron thì cố gắng phòng ngự thôi các bạn. Pha này thì hạn chế PK nhé. Kiếm ác giả. Đối phương vẽ mưa tên lửa, Eri tốc biến. Trích tốc biến lên bắn luôn, nhưng đó là một tiếng hộ thể. Sóng âm trúng, vội cước lao thẳng vào lấy mạng xạ thủ đối phương, đá nộ lông cước. Và Lulu bị kẹt lại trong nhà chính đối phương rồi. Không có giáp thiên thần đang bị tấn công bởi Kersante. Nhưng đó là tình huống hút máu lại nhờ hấp huyết. Cùng với đó là một tình huống... dính Q3 không sao. Team vẫn team phải thắng anh em nhé. Đắc thắng hồi máu cùng với hấp huyết. Nhưng mà nó không đủ để sống sót trước sát thương tới Kersante. Nhưng team phải thắng rồi. Trick đã có một tình huống chơi liều. Chơi cực kỳ liều luôn. Every một máu. Suzy đang dí con Kersante phía bên kia để đấm chết nó là quét sạch luôn này. Đủ sát thương không? Suzy! Kersante vẫn đang chống trả quyết liệt. Và đây là thời điểm 39-40 phút rồi. Còn Vladimir cấp độ 18 đánh với Kersante nhưng mà diễn đang không nổi. Châu điên! Ấy, đến cuối game vẫn không giết nổi con Kersante. Chắc
Check lượng sát thương cuối game tí nhở. 55.676 sát thương anh em nhé. Giáo án Lee Sin pha mạng ở mức rank thách đấu của mấy chủ sân cấp Trung Quốc. Con số dừng lại ở 26 mạng là tổng mạng cuối cùng mà Kazakhstan có sau 38 phút của game đấu này. Một game đấu cũng khá khó khăn khi mà ở đầu trận thì có một chút lợi thế, nhưng mà đến giữa trận thì các lane đều lăn ra feed cả. Nhưng mà con Lee Sin lại gánh được mấy pha bắt lẻ đối phương tại khu đường giữa, mở ra rất là nhiều những lợi thế dành cho team của Kazakhstan để comeback. Và đến late game thì tình huống giao tranh cuối cùng cũng là tình huống xử lý rất hay tới từ KZH khi mà thấy sai lầm đến từ xạ thủ đối phương. Hộ thể lên sóng âm vô hình cước vào và sau đó nộ long cước Lulu về nữa. Ngay lập tức bắt chết được hai thành viên đối phương thì team fight là rõ win rồi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án của Best League Trung Quốc KZH. Một màn pha mạng gánh team rất là mãn nhãn của KZH tại mức rank thách đấu của mấy chủ sơ cấp ha. Hẹn gặp lại anh em ở những giao án khác nha. Bye bye.